Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến với con game X Xem Cấp. Ok, thì để mình review cho anh em xem là Triệu Vân có mạnh không anh em nhé. Nhìn trông nạp đầu 25k là mình có được một vị tướng Triệu Vân này, cộng thêm một quả skin kiểu robot mecha các thứ trông khá là ngầu. Thì không biết như thế nào bây giờ thì thôi, chăm nghe không bằng một thấy. Test thử xem có ok là hay không anh em nhé. Ok, mua với một nhấn này 26.000 chứ không phải 25.000 đâu, chắc đồ lên giá sao nhỉ? 0,99 đô. Rồi, thanh toán thành công nha anh em ơi. Đó. Wow, sao chưa tính nhận nhỉ? Đây rồi, nhận rồi anh em ơi. Triệu Vân này. Ôi à, mua phát lên luôn VIP 5, VIP 6 rồi đấy. Thực ra nếu như mình cứ làm nhiệm vụ thôi, mấy cái nhiệm vụ đầu tiên ấy, là mình đã lên được tầm VIP 3, VIP 4, VIP 5 rồi. Nạp phát lên luôn. Công nhận game này lên VIP nhanh phết. Võ tướng. Nhận đầu nhỉ? Đồ giám. Có đâu rồi? Đâu rồi? Khoan. Túi. Đây. Mảnh anh em ơi. Ghép luôn này. Rồi. Trông anh select phết nhỉ. Nhìn chung là mình không biết là game có ý đồ gì không. Khi mà đầu game thì đã cho luôn một vị tướng Mã Siêu cộng thêm một vị tướng Quan Ngân Bình để phe thục rồi. Bây giờ lại thêm Triệu Vân nữa. Ủa, skin vãi nhái nhỉ. Đẹp nhỉ. Đẹp đấy chứ nhờ. Wow, kinh khủng quá anh em ạ. Rồi, hôm nay thì mình cũng đang chơi luôn ở server 76 mới đét đèn đẹp, vừa mới ra mắt luôn. Tầm lúc 5:30 ra mắt. Đây, luôn anh em nhá. Như phần quà đây. Mình nhận luôn để lấy tài nguyên nâng cấp all-in với Triệu Vân. Đánh thử xem mạnh mẽ như thế nào không. Xem là nếu như mà có đầu tư thì có đáng hay không anh em nhá. Tiệm quà mỗi tháng miễn phí ok. Phúc lợi miễn phí ok. Mình cũng chưa thèm nhập cốt nữa. Bởi vì cái này làm nhiệm vụ đi vượt ải các thứ là cũng có vé chiêu mộ, còn nhập cốt, nhập cả đống cốt được có 5 vé chiêu mộ anh em ạ. À, như là có bây giờ có thêm cái cốt nữa, còn 5 vé nữa, tổng cộng là 6 cái cốt thì phải. Thì sẽ được 10 vé chiêu mộ anh em nhá. Điểm cái avatar Triệu Vân. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cấp all in với Triệu Vân. Đấy, anh em nhìn thấy Triệu Vân này, Quan Ngân Bình này. Ý nữa kiểu gì chiêu mộ X10 cũng ra thêm vị tướng Mã Siêu. Nâng cấp luôn. Hết à? Có chiêu mộ được X10 chưa ta? Chưa à? Thế thì mình cứ đi chinh chiến phát nữa nhỉ? Yêu chiến phát, ra trận nhanh. Có Triệu Vân này. Anh đấm thử xem như thế nào. Rồi. Ok. Mình thấy mấy vị tướng trong này thì cả Quan Ngân Bình này cũng có cái khả năng là liên kích anh em ạ. Tiêu diệt được mục tiêu là sẽ được liên kích. Đấy, 12 vé này. Quay trở về. Đấy, chiêu mộ kiểu gì ra Mã Siêu này. Ngay và luôn. Mã Siêu. Ok. Võ tướng. Nâng cấp tí cho Mã Siêu lên xem nào. 20 tất. Tăng bậc làm quái gì trời ơi. Đã đi để dành tài nguyên để tăng bậc cho Triệu Vân. Nhấn chương tiếp theo này. Khi mà mình nạp 20k vào đây rồi thì mình thấy là cái khả năng vượt ải của mình sẽ nhanh hơn rất là nhiều anh em ạ. Có 5 cuộn. Cái vé chiêu mộ nữa này. 5 vé nữa là 10 này. À đâu, mới có 5 thôi quên. Tính nhanh thế. Tốt chiến. Đấy. Combo Triệu Vân với cả Mã Siêu thì được kích duyên nữa anh em nhá. Trời ơi, ngon. Mã Siêu giai đoạn đầu ổn phết. Vì có cái khả năng là đánh nhiều mục tiêu. Nhưng càng về sau thì Triệu Vân sẽ ổn hơn. Do là Triệu Vân thì đánh một hàng dọc, còn Mã Siêu thì đánh toàn thể mục tiêu, nên là sát thương không thể nào mà bằng được Triệu Vân. Tiếp tục là khiêu chiến anh em nhá. Chiến thử xem nào. Ok, Siêu quật đi. Ui dồi ôi, tầm này Mã Siêu khỏe ghê. Tiếp tục vừa nãy thôi. Lên VIP 6 luôn này anh em này. Bỏ qua trận chiến này. Đến một trận ải nào đấy khó tí để test thử sức mạnh của Triệu Vân nha anh em ơi. Bỏ qua tiếp này. Đây ải này xem nào. Mã Siêu có một hit đi được không? Đi được à? Ải sau đi. Quay lại tính năng lên level 8. Lôi đài, đấu trường, tiêu chiến phát. Hình như là mình cũng đánh 3 trận luôn này. 1k, 3 trận nhanh, chiến. Rồi. Cái nào quật. Vẫn đi luôn kìa. Ok. Khiêu chiến trận nữa xem nào. 11k này. Đây hình như là bot rồi. Thêm trận nữa đi. Bất chiến. Bỏ qua. Ok, thế xong một nhiệm vụ này. Đấy, mình nhớ là có một cái nhiệm vụ đánh 3 lần khiêu chiến mà. Đúng rồi. À, mua ở trong tiệm. Đúng rồi, cái này thì mình sẽ vào mua cái... Nhất là cái vé chiêu mộ. Thứ hai là mua cái này. 300 nhé, 300 thì tổng cộng là mình sẽ có được 600. Trong khi đó cái này siêu hời là 375 được có 500. Chả hiểu kiểu gì. Nên anh em hết sức lưu ý cái phần đấy nhá. Cẩn thận là thấy cái kia siêu hời trước lại mua vào, thành ra lỗ hơn ý. Ok, võ tướng. Bây giờ thì all in ở Triệu Vân thôi. Nâng lên xem nào. Lên 40 này, 50 này, 60 này. À, thiếu đá tăng bậc anh em ơi. Rồi, tiếp tục là chinh chiến đây. Để ở đây xem nào. Xuất chiến Triệu Vân. Múc đi. Đúng rồi, một hit. Đấy, đánh cả một hàng dọc anh em nhá. Trời, khỏe quá. Không phải khỏe vừa. Ra là đầu thấy nó khỏe thật. Không đùa anh em ạ. Ôi. Wow, xịn đấy chứ. Nhờ anh em nhờ. Đúng một tiếng nạp đầu khác. Chất chơi người rơi phết. Có tí ATM mà phát nó vẫn cứ là khác bọt nha. Trương 3 Hồn, Trương 3 ra hàng thịt. Ok, tiếp tục là bỏ qua này. Mình sẽ bỏ qua luôn. Không biết ải nào có bot nhỉ. Bỏ qua luôn này. Ok, đã lên level 9 anh em ơi. Tiếp tục khiêu chiến đi. Múc tiếp. Rồi. Ok này. Không, à chỉ cần tiêu diệt được một mục tiêu thôi. Cái này nó có một cái lợi thế anh em thể nhìn thấy là nó đánh theo một hàng dọc. Thế thành ra là nếu như mà có một con hàng sau tuy là không tiêu diệt được, nhưng mà khi mà nó tiêu diệt được một con hàng trước thôi cũng được, là nó sẽ được liên kích đấy. Hay phết nhỉ. Thế thì tỷ lệ của nó khi mà đánh hàng dọc thì cái sát thương của nó nếu như mà chủ lực đánh để hàng sau ấy, thì thường là máu nó mỏng hơn. Thì em này vẫn có thể xuyên qua được, và nếu như kết liễu được hàng sau này thì vẫn có thể liên kích được tiếp. Hay phết, hợp lý. Nhưng nếu mà thế thì sau này thì mình sẽ phải build cho tốc của em Mã Siêu này nó cao hơn một chút. Bởi vì khi mà Mã Siêu được đánh trước ấy, thì nó sẽ gây sát thương một chút dành cho tất cả kẻ địch rồi. Thì lúc ấy Triệu Vân theo phong cách là kết liễu và gọi là dọn dẹp, nó sẽ hợp lý hơn. Đó, anh em thấy không? Hợp lý đấy chứ. Rồi, quay lại tính năng này. Không biết cái này có phải là tướng đánh theo tốc độ hay là nó đánh theo vị trí nhỉ? Để mình check qua coi. Đây mình để như thế này trước xem. Ý hay là tốc độ. À, nó xếp theo vị trí anh em ạ. Thế thì Triệu Vân để thứ hai là hợp lý rồi. Bây giờ dọn dẹp này. Ok. Rồi. Đó, anh em thấy ngon lành cái nào chưa? Đấy là một mẹo chơi Triệu Vân nhá, dành cho những anh em nào chưa biết nè. Ok là. Wow, đúng là combo Mã Siêu Triệu Vân hợp lý vách ở trưởng luôn anh em ạ. Dọn dẹp ải cực nhanh. Tí nữa đi leo tháp mới gọi là mệt. Thì có cái em Triệu Vân với cả em Mã Siêu này là hợp lý luôn này. Ngay đang nhập 10 phút này. Đang nhập là nhiều phết nhờ. 30 phút là có thêm 15 nữa này. À, vượt ải 2.10 được nhận thêm 10 cái vé nữa này. Thế quay ra thành chính để chiêu mộ thôi anh em. 25 vé rồi. Bỏ qua hoạt ảnh luôn này. X10 xem nào. Ra tướng gì đây? Lữ Mông. Ngô à? Phục đi. Hoàng Trung. Ngon lành. Phe thục luôn. Chiến luôn chứ nhỉ. Thế chết nhầm. Chinh chiến. Đấy rồi. Chương 4 luôn. Kêu chiến xem nào. Ra trận nhanh phát. Hoàng Trung của tôi đâu? Hoàng Trung đây. Ok, xuất chiến và đã. Qua. Tiếp tục đi. Bây giờ thì mình sẽ tranh thủ và nâng cấp. Hoàng Trung đâu? Nâng cấp lên level 20. Ui, khoan. 20 thôi đã. Ngô thôi. Cái bông thì mình không khoái lắm, mình chơi all in vào phe thục thôi. Đồ giám à? Đồ giám thì à, có thể nhận được kim nguyên bảo hả? Không có cái nhận nhanh nhỉ? Quá. Sao cũng là S cộng mà Triệu Vân được tận 200, còn đâu Mã Siêu lại ấy nhở? Các tư chất à? Cùng là phẩm S cộng nha. Wow. Đấy, phẩm S cái là được có 50 này. Tiếp tục Lữ Mông. Thế, ủa? Phẩm S nó bằng phẩm A luôn ạ. Phẩm A cũng 50. Ảo thật đấy chứ nhỉ? Ui. Luôn. Tán như cái này có cái nhận nhanh thì tốt quá. Rồi. Ấy, bắt đầu mở tháp rồi anh em ơi. Đi chiến thử xem nào. Ra trận nhanh, chiến luôn. Bỏ qua liền. Đấy, hợp lý. Đấy, thì nói chung là mình thấy em Triệu Vân này cũng mạnh đấy anh em ạ. Leo tháp các thứ ổn luôn. Anh em thấy không? Giai đoạn đầu là cực kỳ hợp lý nha. Tất nhiên là về sau thì mình không biết là có mạnh nữa hay không. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì mình thấy có em Triệu Vân này là ngon lành. Đấy, xì bà. Nếu như anh em nào mà chưa mộ hên mà ra để em Triệu Vân này cũng ngon. Còn nếu không thì đầu tư 25k vào đây là mình thấy tiết kiệm nhiều thời gian đấy. Ok. Thế là cũng phải nhận xét một cách công bằng là như vậy nha. Tiêu Quan Ngân Bình các thứ. Thôi, mình all in vào Triệu Vân cái đã. Đi đánh đấm cho nó phê. Ở đây có cái gì đây? Bạo liệt. Về nhỉ? Rồi, nạp à? Tiếp tục đi. Phúc lợi. Phúc lợi quỹ trưởng thành có 100 kim nguyên bảo. Cái này lại phải nạp thì nó mới ngon lành cơ. Nếu không thì thôi. Cái chay thì cứ từ từ bình tĩnh thôi. Tích cực đi vận ải là được. Ủa cái gì đấy? 10 quận chiêu mộ nữa này. Oh, xịn nhỉ? Ủa? Lại được nhận thêm nữa à? Con phết nhở? Nhận nhanh này. Thành tựu xem có chiêu mộ không? Không có rồi. Trước. Đáng lẽ ra ải sau nó lại dịch thành ải trước. Ô mấy cái thằng dịch thuật chịu luôn đấy. Thế là không thuê mình dịch còn hơn. Kim cương này. Tiếp hạ. Wow. Có quần chiêu mộ, vé chiêu mộ này anh em ơi. Được của nó này. Thế này có luôn này. Ai trả được cái chứ. Hợp lý. Rồi. Cấp 24 hạng cấp. Ủa mình xem mình hạng bao nhiêu. Chưa có hạng luôn á. Phải nhở. Này thì sao. Tương tự như thế. Ai à. Bản thân là cũng được 56k để mình chiến này. Top 45 đấy. Cũng là một trong những người chơi sớm của server nên mới được như thế anh em nhé. Rồi có thể x10 được mấy phát đây. 19 à. Ôi kiếm thêm một vé nữa đi. Kiếm thêm một vé sự kiện 7 ngày mức giảm giá luôn này. Trời ơi. Tư đấy. Nhận nhanh. Ồ 10 cuộn chiêu mộ nữa này. Hợp lý quá nhở. Đã đọc. Nhưng mà vẫn thiếu một cái nữa. Kiếm đâu một cái nữa bây giờ nhỉ anh em nhở. Vào tiệm mua. Tiệm mua hết rồi còn đâu. Hết rồi. Tiệm Kinh Châu. Tiệm đổi. Chợ thi đấu. Ôi rồi. Kiếm một vé nữa đi. Trời ơi. Đành phải đi chinh chiến vậy. Bỏ qua luôn này. Tiếp tục. Rồi mình sẽ bỏ qua hết nha. Ôi, vừa nãy nhanh chưa từng có luôn. Ủa? Chiến lệnh. Không có luôn. Cày thế nhở. Đây, cuộn chiêu mộ, vé chiêu mộ nó nằm ở cái nạp đằng sau này mới đau chứ. Tưởng. Ủa lúc nãy mình vượt được nhiều ải thế rồi mà. Để xem nào. Còn 6 ải nữa à. 6 ải nữa. Thì tôi cố vượt 6 ải nữa đi. 1 này. 2 này. 3 này. 4. Cái gì đây? Điều động à. Đây. Ngon. Có một cuộn này. Tăng tốc một phát đi. Ok. Xin luôn. Điều động nhanh luôn. Mình thấy nhiệm vụ tím trở lên là làm được rồi đấy. À tím. Tiếp tục là tím. Làm luôn. Làm mới free phát nữa. Rồi thôi quay trở về đã. Chiêu mộ phát anh em ơi. 30 cuộn nha. Hy vọng ra nhiều tướng thục. Văn xú à. Tiếp tục đi. Hạ hầu đôn bắt đầu linh tinh rồi đấy. Bá Nhan Lương ta toàn bên quần này. Thôi tạm thời như vậy đã anh em nhá. Ok thì nếu như anh em nào cũng thích vị tướng Triệu Vân giống như mình thì để lại comment ở bên dưới nha. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới, gift code cũng như là mẹo chơi game X Xem cấp nhá. À đúng rồi, với cả nếu như anh em nào mà muốn chơi game ở trên PC ấy, thì có thể tải cái giả lập LD Player về. Mình có để đường link ở dưới phần mô tả nhé. Đấy, sau khi mà tải LD Player về thì vào trong cái phần cửa hàng LD và tìm kiếm từ khóa là X Xem cấp, nó cài đặt về như kiểu là anh em chơi trên điện thoại Android thôi. Ok, thì chúc anh em chơi game vui vẻ nhá. Còn giờ xin chào và gặp lại anh em. Bye bye.